nhảy đẹp, nhảy đẹp. Được rồi. Chậm con có nhanh không? Leo rồi đó. Giờ nào không? Chậm lại. Cũng ngon đó chứ đừng vậy. Quan trọng là mình biết nổi hay không. Giờ 6 giờ bám 50 giờ cũng hay là đó. Mày đọc đi, mày đọc đi. Nghi dễ rồi, nghi nó. Ghê hả? Đi thứ ba rồi. Thứ tư, thứ ba. Bạn rút rồi. Lên. Rút, đúng rồi, rút ngon rồi đó. Lên. 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 Nhìn lên. Không, được, 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 có thể. Được, anh nói được mà, anh thấy không? Được. 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 Không được. Không được. Rồi, sao được? 43 giờ 5. Anh nói giờ 5 là 5 rồi. Quá.